Rồi, chào anh em. Xe lại về để em tiếp tục phục vụ anh em. Xe bây giờ xe chia là tất cả các màu nha anh em, màu gì cũng có đây. Đó. Con này màu mới này, bạc bạc đỏ. Bạc đen bạc đỏ. Màu cam. Cam dứt ngàn, da Z. Bạc 110. Bạc mẫu 110 nhưng máy móc nó là 120. Dạ nhé. Mình đang mở làm canh chỉnh lại bình xăng. Để mình nổ máy luôn nha. Máy giờ này cũng 10 giờ đêm rồi, mình nẹt bô không được nha anh em. Chứ nổ máy rồi nha. Con này ngày mai là mình cho lên sóng rồi. Cứ đồng giá hết nha anh em. Cứ Sachia là 31.5, Sibo là 29.5. Anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977 896908. Mua bán xem xe trực tiếp tại quận Gò Vấp nha anh em.